Người ta hỏi có phải tôi thích em không? Đúng, tôi thích em thật đấy. Tôi thích em thì đã sao chứ? Nếu như em đã phải trải qua những điều không được tốt đẹp và em nghĩ rằng cuộc đời này thật tồi tệ, thì tôi muốn cho em thấy khi có tôi ở đây, không ai được phép chà đạp em. Và tôi thực sự muốn cho em thấy thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều tốt đẹp. Hãy tin anh. Hãy ở lại bên anh nhé.